Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thay đổi phương pháp tiếp cận để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Sập đổ một ngôi nhà 3 tầng tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Độc đáo Tết Ga Tho Tho của người Hà Nhì Đen Bát Sát. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 12, Bộ Chính trị Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, lãnh đạo các bộ ngành liên quan. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, lãnh đạo liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai và các sở ngành. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, hoạt động đối ngoại thời kỳ đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước trong 35 năm qua. Từ năm 2016 đến nay, Việt Nam đã xác lập 6 khuôn khổ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, nâng tổng số quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện lên 30 nước. Quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước có chung biên giới tiếp tục được ưu tiên phát triển. Một số vấn đề phức tạp được kiểm soát và xử lý kịp thời. Trong đại dịch COVID-19, đã triển khai quyết liệt, kịp thời và hiệu quả công tác ngoại giao y tế, vaccine, cả kênh song phương và đa phương. Đối ngoại góp phần tạo dựng và duy trì vững chắc môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ thương mại với 224 thị trường và đối tác. 10 năm qua, công tác vận động kênh phi chính phủ nước ngoài thu hút viện trợ được 2,85 tỷ đô la Mỹ. Các lĩnh vực như ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân được triển khai toàn diện, chủ động và tích cực cả về chủ trương, chính sách cũng như trên thực tiễn. Đối với tỉnh Lào Cai, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 xác định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, kết hợp hài hòa giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao chính quyền với đối ngoại nhân dân, tăng cường các hoạt động đối ngoại, trong đó xác định hợp tác đối ngoại về chính trị, kinh tế, văn hóa và quản lý biên giới lãnh thổ là trọng tâm. Xây dựng Lào Cai trở thành địa bàn quan trọng về hợp tác giao lưu kinh tế quốc tế của vùng và cả nước. Trong thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các tổ chức quốc tế, định chế tài chính, các tỉnh, vùng của khu vực, quốc tế ngày càng được mở rộng và nâng cao, qua đó hỗ trợ tốt cho hoạt động phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đang bám sát trong cái việc phát triển kinh tế gắn với cả phát triển đối ngoại và ngoại giao của nhà nước để thực hiện thu hút các nguồn vốn đầu tư giúp cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mở rộng cái mối quan hệ hợp tác với nhiều cái tổ chức định chế tài chính cũng như là các cái vùng lãnh thổ khác đã có nhiều cái hỗ trợ nguồn vốn ODA cho Lào Cai chúng ta trong thời gian vừa qua. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tính chất quan trọng của hội nghị. Đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị. Đồng thời nhấn mạnh, bất kỳ quốc gia, dân tộc nào trong quá trình hình thành và phát triển đều phải xử lý hai vấn đề cơ bản, đó là đối nội và đối ngoại. Đối ngoại ngày nay không chỉ là nối tiếp của chính sách đối nội mà còn là một động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của các quốc gia dân tộc. Đồng chí Tổng Bí thư cũng yêu cầu trong giai đoạn tới, công tác đối ngoại của quốc gia cũng cần tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Phát huy tối đa mọi yếu tố thuận lợi của đất nước để chủ động tích cực tham gia đóng góp xây dựng, định hình các cơ chế đa phương, thực hiện chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về nâng tầm công tác đối ngoại đa phương, coi đây là một định hướng chiến lược quan trọng. Trong đó có việc xây dựng chiến lược tổng thể về đối ngoại đa phương đến năm 2030. Đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng yêu cầu cần rà soát, đổi mới hệ thống quản lý, sắp xếp kiện toàn, nâng cao trình độ,
năng lực tổ chức bộ máy của Ban Đối ngoại Trung ương, các bộ, cơ quan thực hiện công tác đối ngoại. Sáng ngày 14 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng quân sự, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Lê Văn Trung, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang tỉnh quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Quân khu 2 và Tỉnh ủy về công tác quân sự quốc phòng, an ninh chính trị ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, kinh tế xã hội tuy có ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng vẫn tăng trưởng 5,5%. Lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao và sẵn sàng xung kích trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đề nghị năm 2022, các cấp các ngành và lực lượng vũ trang tập trung xây dựng lực lượng, củng cố tiềm lực quốc phòng, đồng thời làm tốt công tác đối ngoại, thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế, duy trì tốt lực lượng dân quân tự vệ, nhất là tại xã, phường, thị trấn, hoàn thành công tác tuyển quân, chính sách hậu phương quân đội và phòng chống dịch COVID-19. Cái việc để triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng thì gắn với cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Và trong đó thì tôi đề nghị là các đồng chí lãnh đạo ở các huyện, thành phố, thị xã thì tiếp tục quan tâm, đã quan tâm rồi thì chúng ta quan tâm hơn đến lực lượng của quân sự quốc phòng và an ninh, đặc biệt là đối với các huyện ở biên giới. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã vinh dự nhận bằng khen của Quân khu 2, bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh và giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chiều 14 tháng 12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị xây dựng kế hoạch triển khai vận động và phân công thực hiện chương trình Tết vì người nghèo Xuân Nhâm Dần năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Giàng Xeo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Theo kế hoạch với chủ đề Tết vì người nghèo Xuân Nhâm Dần năm 2022, chương trình Tết vì người nghèo năm 2022 sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2021, tức ngày 27 tháng 11 năm 2021 âm lịch, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai và truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Từ nguồn lực kêu gọi được, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị tại các bệnh viện, dịp Tết Nguyên đán Xuân Nhâm Dần năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, đề án số 05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục huy động nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng Lào Cai phát triển toàn diện, trở thành trung tâm cầu nối giao thương kinh tế đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Sau một năm thực hiện đề án, Lào Cai đã huy động được tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 40.000 tỷ đồng. Trong năm đầu triển khai đề án số 05, trên cơ sở mục tiêu đề án đề ra cho cả giai đoạn 2020-2025, các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy và các ngành chức năng đã chủ động xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai đề án. Kết thúc năm 2021, Lào Cai đã huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 40.000 tỷ đồng, bằng 15% mục tiêu đề án. Đối với kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021, tổng nguồn vốn tỉnh được giao là 4.589 tỷ đồng. Ước giá trị giải ngân đến hết năm 2021 đạt 4.130 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch. Kết thúc năm 2021, Lào Cai là địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong nhóm cao của cả nước. Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công vào các dự án có tác động lan tỏa đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn tới, tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16 đã ban hành nghị quyết số 45 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách tỉnh là 18.105 tỷ đồng, tăng gần 37% so với giai đoạn 2016-2020. Bao gồm đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước là 3.605 tỷ đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh là 8.200 tỷ đồng, nguồn tăng thu thuế, phí, thu khác và tiết kiệm chi và các nguồn vốn hợp pháp khác ngân sách tỉnh là 4.730 tỷ đồng, nguồn thu từ hoạt động sổ số kiến thiết là 170 tỷ đồng, nguồn thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông là 1.400 tỷ đồng. Riêng năm 2022, tổng kế hoạch đầu tư công là gần 4.625 tỷ đồng, tăng gần 7% so với năm 2021. Trong đó, vốn ngân sách địa phương là gần 2.781,5 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương là trên 1.843 tỷ đồng. Trong định hướng phát triển, Lào Cai đặt ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ huy động được 260.000 tỷ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Để cụ thể hóa được mục tiêu chiến lược đó, tỉnh đang tập trung đổi mới phương pháp tiếp cận để thu hút thêm các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tháng 10 năm 2021, dự án tổ hợp trường liên cấp quốc tế Canada Lào Cai được khởi công xây dựng tại phường Bình Minh, thành phố Lào Cai. Tổng vốn đầu tư khoảng 420 tỷ đồng. Đây là ngôi trường quốc tế đầu tiên được nhà đầu tư triển khai ở vùng Tây Bắc. Lào Cai nằm ở một vị trí có thể nói rằng rất thuận lợi về mặt kết nối kinh tế cũng như về mặt kết nối xã hội. Nhưng điều quan trọng nhất đối với chúng tôi để chúng tôi chọn lựa Lào Cai đó là tinh thần, thái độ và quan điểm của lãnh đạo tỉnh mời gọi rất chân thành cũng như là cái mong muốn rất mãnh liệt và đầy tâm huyết, đặc biệt là đầu tư về giáo dục. Trong năm đầu tiên thực hiện đề án số 05, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ đầu tư nhiều dự án lớn tại tỉnh. Hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài FDI tại nhiều địa phương cũng gặp khó khăn do quỹ đất để xúc tiến đầu tư hạn chế. Tuy nhiên, với những chủ trương nhất quán trong thu hút đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng, lợi thế, năm 2021, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 27 dự án đầu tư trong nước, 2 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư trên 5.700 tỷ đồng. Và thời gian tới thì Lào Cai ưu tiên vào những lĩnh vực như chế biến nông nghiệp công nghệ cao, thế rồi chế biến chế tạo, thế và thu hút những cái nhà đầu tư mà tạo ra nhiều những cái lao động cho Lào Cai. Trong định hướng phát triển, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ huy động được 260.000 tỷ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Mục tiêu to lớn ấy đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm và tinh thần đổi mới của cả hệ thống chính trị trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới giải pháp tiếp cận nguồn lực để tạo ra xung lực mới cho nền kinh tế địa phương. Làm sao để có một cái chính sách thực sự ưu đãi, thu hút được các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp, các đơn vị đầu tư ở trên địa bàn, thay đổi trong cái việc tiếp cận, huy động các doanh nghiệp trên địa bàn. Thứ hai, đó là ngành kế hoạch và đầu tư. Làm sao phải chủ động hơn nữa, chủ động tiếp cận hơn nữa. Chúng ta đi tìm nhà đầu tư, chứ không phải nhà đầu tư đi tìm chúng ta. Cùng với giải pháp đổi mới trong cách tiếp cận các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tỉnh đang gấp rút triển khai và hoàn thiện hàng loạt các quy hoạch chiến lược lớn như quy hoạch khu du lịch quốc gia Sapa kết nối sang Y Tý hay quy hoạch dọc sông Hồng để tạo ra nguồn lực mới cho sự phát triển kinh tế của Lào Cai. Tính đến 11 giờ ngày 14 tháng 12, Lào Cai ghi nhận mới 8 ca mắc COVID-19. Theo đó, có 4 ca bệnh ở thị trấn Phú Lu và thị trấn Tầng Lỏng của huyện Bảo Thắng, 3 ca bệnh ở xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn và 1 ca bệnh trở về từ tỉnh Bình Dương. Theo ghi nhận của Ban Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thì các ca bệnh tại thị trấn Phú Lu, huyện Bảo Thắng và ca về từ tỉnh Bình Dương được xác định nguồn lây từ tỉnh khác, không liên quan tới Lào Cai. Riêng các ca bệnh tại thị trấn Tầng Lỏng, huyện Bảo Thắng hiện chưa xác định được nguồn lây. Các ca bệnh tại xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn là F1 của các ca bệnh đã công bố trước đó. Dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, vì vậy người dân cần chủ động cập nhật thông tin và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 5958 về việc kiểm soát người đến về tỉnh Lào Cai.
Theo đó, để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và ổn định xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, từ ngày 14 tháng 12 năm 2021, dừng triển khai thực hiện các quy định tại công văn số 4784 ngày 5 tháng 10 năm 2021 và công văn số 5353 ngày 5 tháng 11 năm 2021. Việc kiểm soát người đến về tỉnh Lào Cai được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4986 ngày 16 tháng 10 năm 2021 về hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Yêu cầu người dân khi đến về tỉnh Lào Cai phải khai báo y tế trung thực theo quy định phòng dịch. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao tiếp tục dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức trao quà cho các gia đình có công dân là lao động nữ từ vùng dịch trở về địa phương. Cụ thể, đã có 100 suất quà gồm các nhu yếu phẩm như chăn, gạo, đường, dầu ăn, nước mắm được trao đến tận tay 100 gia đình có công nhân là lao động nữ trở về từ các tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh COVID-19, gặp khó khăn trong cuộc sống trên địa bàn các huyện Simacai, Mường Khương và Bảo Yên với tổng trị giá 124 triệu đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí trên được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vận động ủng hộ từ Tổ chức Cứu trợ Quốc tế Samaritan Purse. Đây là hoạt động thiết thực nhằm kịp thời hỗ trợ động viên các hộ gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Chiều nay 14 tháng 12, tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai đã xảy ra vụ sập nhà. Rất may không có người bị thương. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại hiện trường vụ sập nhà tại đường Phan Chu Trinh, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Vào khoảng độ 15 giờ chiều nay, thì số nhà 016 đang đào móng đã gây ảnh hưởng và làm sập nhà 018. Ngay sau vụ việc xảy ra thì cơ quan chức năng đã đến phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đây là hình ảnh người dân đã ghi lại được vụ sập nhà tại số nhà 018 đường Phan Chu Trinh, phường Cốc Lếu. Đóng cửa vào. Biết ngay mà đổ ngay mà. Hải ơi, đâu rồi? Nhà bên kia không sao, may quá. Cái kiểu nó xuống ấy. Ôi, nhà bên kia cũng bị rồi, hỏng rồi. Theo chị Lương Thị Thu, người nhà 018 cho biết, khi chị đang lau dọn nhà trên tầng 2, phát hiện nhà bị nghiêng đi và có tiếng lách tách, đã chạy ra ngoài và phát hiện nhà sắp đổ. Chị đã kịp thời gọi mẹ đang ngủ dậy chạy ra ngoài. Lúc đấy có bà nằm trong nhà thì chạy vào gọi bà thôi. Bà cũng ra luôn kịp thời, không ai bị làm sao. Lúc đấy kịp thời lấy một cái xe máy SH ra thôi. Còn những cái khác là không lấy ra được. Tất cả đều vùi ở trong đấy. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, phường Cốc Lếu đã huy động lực lượng đến bảo vệ hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà. Theo lãnh đạo phường Cốc Lếu, nguyên nhân ban đầu là do số nhà 016 đang đào móng, đã làm nghiêng và đổ nhà 018. Ngôi nhà 3 tầng bị đổ cũng đã làm sập cả tường nhà số 014 đường Phan Chu Trinh. Khi mà người dân, các hộ liên quan về đủ phường thì chúng tôi tổ chức họp để thống nhất với các ngành để có cái biên bản ghi nhận hiện trạng và xác định mức độ ban đầu, mức độ thiệt hại để có báo nhanh với thành ủy, ban thành phố. Đồng thời trên tinh thần đây là một cái sự cố tai nạn. Nhưng tất nhiên nguyên nhân có cái việc thi công này nên là tinh thần là hòa giải hai hộ là tự sắp xếp để bồi thường hỗ trợ theo quy định. Còn nếu không được thì nhà nước và các cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện phường Cốc Lếu và những hộ gia đình bị ảnh hưởng của vụ sập nhà số 018 đang thống nhất phương án giải quyết. Sáng ngày 14 tháng 12, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 7 tỉnh biên giới phía Bắc đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trong năm 2021, Liên đoàn Lao động các tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn bám sát chương trình trọng tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương. Các cấp công đoàn tích cực chủ động tổ chức nhiều hoạt động kịp thời chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên người lao động. Đặc biệt là những đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các phong trào thi đua được duy trì đạt kết quả thiết thực. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn hưởng ứng phong trào thi đua chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn, đồng thời thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.
rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường, cựu chiến binh người Mông Giàng Xeo Sáng ở thôn Pờ Trồ, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà đã tập trung vào trồng rừng để phát triển kinh tế, góp phần ổn định cuộc sống cho thôn bản. Cuối năm 1978, cựu chiến binh Giàng Xeo Sáng rời quân ngũ trở về quê nhà. Với sự quyết tâm của anh bộ đội Cụ Hồ và những kinh nghiệm học được khi còn đang trong quân ngũ, những quả đồi cằn cỗi chỉ có cỏ dại đã được ông và người dân phủ xanh bằng những rừng thông bạt ngàn. Tôi đi bộ đội thì ngày xưa, tức là Bác Hồ bảo là các chiến sĩ phải đi Tết mùng 3 đấy, cứ phải đi trồng cây, nhưng mà mấy đồng chí phải trồng 200 cây. Thì đi đò cây nọ, đò trồng một cái vườn thôi. Nó tất cả là một đại đội là trồng một cái vườn, thành cái vườn thôi. Nhưng mà sau này tôi nghĩ là về nhà tôi phải trồng cái này. Tôi trồng cái tổng số là 120 an này, là tôi trồng như vậy là thành 6 an. Cũng hy vọng là mỗi tỉa thư sẽ thăm ích để cải thiện đời sống của tôi thôi. Với đặc điểm khí hậu phù hợp, hiện thôn Pờ Trồ trồng được hơn 200 hectare rừng, trong đó 90% là rừng thông. Không chỉ có giá trị về kinh tế, cây thông đang góp phần phủ xanh đất chống đồi chọc, giữ đất để người dân an cư lập nghiệp. Từ đó góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng của xã Lùng Phình lên 37% với gần 1.600 hectare rừng. Ngày xưa cũng trồng được đồi thông này thì bây giờ con cháu với lại em thì cũng phải cố gắng chăm sóc để cái này bao phủ cho kiểu như là không khí nó ấm áp hơn, nó đất đai nó màu mỡ hơn. Với những nỗ lực cố gắng đó, cựu chiến binh Giàng Xeo Sáng đã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen gia đình sản xuất giỏi. Trong thực hiện riêng rừng của gia đình đồng chí đã trên hơn 100 ha, thì đã đến tuổi khai thác rồi. Ngoài cái trồng rừng, đồng chí Sáng còn phát triển chăn nuôi, rồi là thực hiện các cái mô hình sản xuất kết hợp vườn rừng. Thì đồng chí là một cái điển hình tiên tiến của hội. Không chỉ xông pha đi đầu trong thời chiến, khi trở về cuộc sống đời thường, những người cựu chiến binh như ông Giàng Xeo Sáng còn là tấm gương đi đầu phát triển kinh tế gia đình để người dân học tập và noi theo, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp anh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Thưa quý vị và các bạn, sau khi mùa vụ được thu hoạch xong, người Hà Nhì Đen ở huyện Bát Sát lại tưng bừng tổ chức ăn Tết Ga Tho Tho. Đây được xem là nghi lễ lớn nhất trong năm của đồng bào Hà Nhì Đen nói riêng và cộng đồng người Hà Nhì nói chung. Tết Ga Tho Tho của người Hà Nhì Đen là dịp để con cháu chuẩn bị lễ vật tạ ơn tổ tiên đã bảo vệ cho cả gia đình trong suốt một năm. Đối với cộng đồng, đây cũng được xem là khoảng thời gian nông nhàn nhất trong năm, khi mùa vụ đã thu hoạch xong. Theo quan niệm của người Hà Nhì, khi Tết Ga Tho Tho đến, các lễ vật dâng cúng tổ tiên phải là những thứ do chính gia đình mình làm được trong năm. Ngày Tết này là hàng năm đến tháng 11, đến ngày có giá đầu tiên là coi như là cúng cho ông bà đầu tiên. Sau đó cũng mong cho tất cả mùa thu mùa mạng để phát triển kinh tế, mới là tất cả chăn nuôi vươn lên, rồi để cho các cháu thanh niên vui chơi thoải mái. Một điều khác biệt trong Tết Ga Tho Tho của người Hà Nhì Đen là đồng bào không nấu xôi nếp để cúng mà dùng bánh dày để dâng lên tổ tiên. Gạo nếp dùng để làm bánh dày phải là loại gạo mỗi hộ tự trồng. Trong 3 ngày Tết, dân bản đều nghỉ ngơi, vui chơi và đi thăm hỏi, chúc nhau một năm mới phát tài may mắn. Đây cũng là dịp để thanh niên tìm hiểu nhau, xây dựng hạnh phúc lứa đôi. Hôm nay là ngày Tết của dân tộc, cho nên bọn em được vui chơi cùng với các bạn, được cùng hát với các bạn, cho nên rất là vui, cũng rất là phấn khởi. Để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Hà Nhì trên địa bàn, cấp ủy chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền nhân dân, duy trì, phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống để tạo thành các sản phẩm văn hóa độc đáo. Hàng năm là đều có huy động các nguồn lực và lồng ghép vào các chương trình của người dân. Cái hai nữa là xã cũng đã tích cực tuyên truyền cho nhân dân duy trì phát huy những cái nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương để tạo thành những cái sản phẩm
văn hóa phục vụ cho cái phát triển du lịch trải nghiệm. Trải qua bao đời, Tết Gà Thò Thò của người Hà Nhì vẫn được bảo tồn và phát huy cho đến ngày nay. Đây là một trong những nét đẹp văn hóa đang được chính quyền và người dân địa phương gìn giữ, phát huy, gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, đến với Đại Ngàn Bát Sát vào mùa này, ngoài biển mây bồng bềnh thì chúng ta sẽ được ngắm nhìn những khu rừng tống quá sổ trên những lưng núi. Trong ít phút còn lại của chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng ngắm nhìn những hình ảnh đẹp về khu rừng này. Những hình ảnh này cũng sẽ khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh, đêm 14 ngày 15 tháng 12 năm 2021. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, sáng có nơi có sương mù, gió nam cấp 2, đêm và sáng trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, sáng có sương mù nhẹ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 14 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nam cấp 2, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Sau đây là dự báo thời tiết cho các khu vực trong nước. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 12 đến 25 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ C. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ C. Thành phố Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ C.